Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ ám sát thôi. Đó, mình đang nằm ở trên một cái địa điểm có cái view rất là thuận lợi. Và mình sẽ lấy khẩu M82 này. Đó, khẩu này là 12 ly 7 nha các bạn. Khẩu súng bắn tỉa rất là mạnh nha. Nó 3Z đó, chứ không giỡn đâu. Đó. Wow, cái ống kính này nhìn zoom xa ghê luôn á. Đây nè, đây là đối tượng mà chúng ta muốn xử đây. Tụi nó quăng mấy cái vàng bự luôn kìa các bạn. Mấy cái thỏi vàng á. Anh cha này chắc bán vũ khí nè. Mày. Yeah. Bắn gỡ cánh tay nó luôn. Mày. Đu. Bắn gỡ máy bay luôn. Ngồi chạy chưa? Bắn thằng đó gỡ cánh tay rồi các bạn ơi. Ngồi chạy. Thì trong cái game này, cái nhiệm vụ này là không có bắn chết thằng đó ha. Nó sắp đặt sẵn rồi, là chúng ta chỉ làm tối đa là bắn cục cánh tay thôi, chứ không có lấy mạng ông đó được. Ông đó là để cho cái mission cuối cùng. Vậy thôi. Ây da. Trời ơi. Ôi chạy bồ ơi. Má bọn này làm căng quá. Chạy thôi, chạy thôi. Cái này là ưu tiên chạy nha các bạn. Chứ đừng có đứng đó bắn hoài nha, bắn hoài là nó ra hoài á. Đi đường này phải không thằng bồ? Mở cửa đi. Trong cái mission này, sau khi bắn ông đó xong là chúng ta sẽ chạy cắm đầu cắm cổ nha. Kiểu như có mấy thằng chặn đường thì chúng ta xử nó, xong rồi chạy. Chứ đừng có đứng đó. Mình nghe tiếng chó mà. Ủa? À, đi bên đây hả? Mình rất là dị ứng với những con chó trong cái game này. Đứng đây. Dừng lại, standby. Ok, mình làm gì vậy? Thôi lấy MP5 đi. Nãy nó kêu mình đặt mìn, nhưng mà mình không đặt. Ow. Take out that helicopter. Cut the rotor.
Rồi, bộ mình bắn hay quá. Bắn xong mà rớt cái máy bay luôn kìa. Ấy chà. No 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 no. Rồi, hiểu luôn. Chúng ta phải vác thằng bộ đi thôi. Bộ mình bị cánh quạt chém trúng chân rồi. Giờ thì cái thằng hướng dẫn mình đi sẽ thành cái củ nợ của mình. Lần này chúng ta phải căng tim thôi. À, bỏ xuống. Ủa, có súng gì nào? Súng này bắn giật quá, mình muốn đổi AK. Đù hay thiệt. Bắn mà không có súng gớt ở dưới đất luôn. Mình tính đổi mấy cây AK của mấy thằng đó, nhưng mà không thấy súng. Wow. Chắc nó không thấy đâu. Này. Bị mình bắn một phát té. Có đứa nào ở đây ta? Súng thì mạnh thiệt đó, nhưng mà bắn giật quá. Trời ơi. Cái đi, để cho nó làm gì làm đi, mình đi đi. Oh my god, ow. Ow, 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 ow. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Đừng có ở lại chơi với tụi nó. Ủa, đi hướng nào đây các bạn? Này phải không? À, chó kìa. Đù. Muốn chơi với tao à? Chó điên. Giỡn mặt với bố mày ha. Oh shit. Rồi, đi thôi. À, chó kìa. Không, các bạn thấy không? Rất là khó chịu mấy con chó này. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Không biết cái phần mình làm lại nó có làm mấy cái nhà có làm giống như trong game phần cũ không ta? Cái phiên bản gốc ấy. Cái hồ bơi này nè các bạn, khu vực này ngoài đời có thiệt luôn á. Ủa, nó kêu mình đi đâu ta? Có thật 100%. Có, thậm chí là có ảnh chụp cái hồ này luôn á. Ủa, nó kêu mình làm gì kìa? Đù, chó kìa, lên kìa. Sắp bộ để đâu? Có khi nào sắp bộ quăng xuống dưới không? Ok, hiểu rồi, nhớ rồi. Rồi mấy anh đó xử mấy con chó này luôn. Chúng ta sẽ để thằng bộ ở trên cái chỗ đó ha. Cái đu quay này ở ngoài đời có thiệt luôn nè các bạn. Có ảnh chụp luôn nha. Y chang vậy nè. Thì như mình đã nói là người ta lấy cái địa hình ở đây á là từ đời thực mà.
Rồi bây giờ thì chúng ta hình như là tử thủ ở đây. Giờ mình sẽ đặt mìn đi. Ô oh. Bấm lộn nút. Đặt mìn lúc nào ta? Mìn Claymore. Rồi chúng ta sẽ cover. Chúng ta sẽ thủ ở đây nha. Nó kêu mình làm gì ta? Ok. Nó kêu mình giác nó để đây. Dùng Claymore. Đây. Thằng nào lại gần là nổ banh xác luôn. À, đặt đây nè, đó. Bọn bay mà lại gần là cho tụi bay biết tay. Xong. Bây giờ thì mình sẽ vừa nấp vừa bắn. Còn làm gì nữa không? All right, lad. I've activated the beacon. Good luck. Alpha 6, we have a fix on your position. Hang tight. Big Bird out. Rồi xong. Bây giờ thì máy bay của bộ đang bay tới cho mình ha. Trong khoảng thời gian đó thì nó quân địch sẽ xuất hiện. Má đông quải. Nằm xuống kìa. Nó thấy bắn tỉa cho nên là nó núp. Đù. Wow. Má bộ mình bắn căng ghê trời. Bắn gắt quá. Đừng có lại gặn đây nha. Có miệng đó. Các bạn ơi. Có đứa đập mìn nè, thế nào cũng có đứa đập mìn thôi. Wow. Tránh xa mấy quả mìn của tao ra. Mình phải bảo vệ những quả mìn này. Còn tới 6.000 mét nữa máy bay mới tới chỗ mình ha. 6 km đó. Hướng nào? Hướng nào, hướng nào? Ồ. Oh. Máy bay của tụi nó. Gớt nè. Gớt nè. Để mình bắn mấy cái này gần hơn ha. Gớt nè. Gớt nè. Gớt nè. Có đứa đặt mìn này. Start.
Nó tới gần rồi các bạn ơi. Gần quá. Chết đi con chó hả? Chết đi. Tao nghe thằng bồ mình nó căng mình nãy giờ các bạn. Còn 2900m nữa máy bay sẽ tới nơi của mình. Phải cố thủ thôi. Số mìn mình đặt hình như là nó đã nổ hết rồi các bạn. Tụi nó đạp hết rồi. Ok, tụi mày xông lên. Tao cần luôn. Kìa. Rồi dắt thằng bộ đi thôi. Yeah. Đội đặc nhiệm đang chiến với mấy thằng kia ha. Hay quá. Anh thoát rồi nhé. Rồi đi thôi các bạn ơi. Lên xe, hãy lộn lên máy bay mới lên. Let's go. Woo. Đuôi nè. Chết đi. Xong rồi đó. Nhiệm vụ của chúng ta tới đây xong rồi đó. Nói chung là chết cũng hơi bị nhiều ha. Có lẽ là mình đã cắt bớt mấy cái phần mà mình bị thất bại rồi. Chứ nãy giờ thất bại cũng 3-4 lần gì đó. Nhiều lắm á.